Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Sơn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 23 tháng 2 năm 2024. Và xin thưa với các bác thế này. Tôi vừa mới về thôi. Và lướt Facebook và vô tình thì đọc được một cái dòng status có thể nói rằng là khá là thú vị. Đó là một người bạn tôi mới lên một status rất đơn giản thế này. Đó chính là cái câu rằng là giờ anh Vươn chơi Facebook xong lên quả tút rằng Vươn ca và 40 sổ đỏ thì chắc chắn ăn cả triệu like luôn. Đó. Vươn ca và 40 sổ đỏ và chắc chắn ăn cả triệu like luôn. Rồi một người em trong ngành thì có gửi cho tôi một bức ảnh của ông Đỗ Hữu Ca. Trong đó thì có một cái hình ảnh có thể nói rằng là rất là thú vị. Thật sự, đó chính là cái bức ảnh mà Đỗ Hữu Ca như thế này. Các bác có thể nhìn thấy, đây là báo chí. Các bác hãy nhìn vào bức ảnh này, sau đó tìm trên mạng, sau đó là nhìn vào cái ánh mắt, nhìn vào cái khuôn mặt, nhìn vào cái sự có thể nói là vân vân. Thì có thể hiểu thêm về con người của Đỗ Hữu Ca. Thế thì có thể nói lịch sử đã trao cho Đỗ Hữu Ca một cái vai trò có thể nói rằng là không vinh dự gì cho lắm đối với gia tộc của ông Ca. Khi mà thật sự người ta nhắc tới ông Đỗ Hữu Ca khi ông bị bắt thì khắp nơi tràn ngập một cái sự vui mừng. Tràn ngập cái sự vui mừng bởi vì người ta nhớ tới cái thời của anh Đoàn Văn Vươn. Tôi xin kể với các bác đôi chút thế này. Ngày trước ấy, khi mà mình vẫn còn làm trong cái truyền thông ấy, thì có quen biết nhiều nhà báo. Thế thì có một câu chuyện như sau. Đó chính là khi mà đột nhiên chúng tôi nhận được một thông tin, đó chính là cái việc mà của anh Đoàn Văn Vươn đã dùng súng để mà chống trả lại với cả những cái người mà liên quan tới giải tỏa của cái của anh. Thế thì nếu như mà người lúc đầu hoặc là chúng ta những cái kiểu tuyên truyền bình thường ấy, thì tự nhiên sẽ thấy rằng là ông này thật là ghê gớm, dám chống đối lại lực lượng chức năng vân vân và mây mây, đúng không ạ? Thế nhưng ấy, hôm đó thì có một phóng viên tên là Việt và không tin cái điều này, và sau đó thì nhiều người khác cũng theo và viết một cách khác, và cuối cùng người ta thấy rằng là anh Đoàn Văn Vươn đã đúng, anh bảo vệ cái mảnh đất của mình đã khai hoang nhiều năm. Và thật sự lúc đó chính quyền mà đi cưỡng chế anh thì là một trong những cái có thể nói là vi phạm. Và thực tế sau này nhờ các nhà báo thì và một số người khác, đặc biệt là một số vị lãnh đạo, thì người ta cũng đã xác minh được rằng là chính xác là anh Đoàn Văn Vươn cũng chỉ là chống trả theo cái tự vệ của mình. Và tất nhiên cái việc này là sai và anh Vươn cũng phải trả giá bằng một số năm tù. Nhưng người ta cũng phải nhìn nhận một cách thực tế cái nguồn gốc sâu xa là cái sự áp bức của một số người muốn cướp trắng cái công sức của anh. Đúng không? Và trong câu chuyện này thì chúng ta không thể không nhắc tới Đỗ Hữu Ca. Bởi vì thay vì một cái sự hối lỗi, thay vì một cái sự nào đó để mà làm một cái căng thẳng từ một mức độ nhỏ, bé xíu, nó bùng phát và trở thành một cái sự việc lớn, thì anh Đỗ Hữu Ca đã thậm chí còn trâng cháo lên một cái giọng điệu rằng là có thể đây là một trận đánh đẹp và có thể là được ghi thành sách. Thật sự khi đọc những cái dòng đó thì chúng tôi có thể nói rằng là không thể nghĩ về cái độ liêm sỉ nó lại xuống đến cái mức độ thấp đến cùng cực như thế. Thế cho nên ấy, lúc đó mình cũng không biết làm thế nào mà cũng không biết làm gì. Và thật sự là mình đọc cái dòng đó mình bảo không thể nào trên đời này lại có một con người nó lại có thể có một cái nhân cách nó tồi tệ đến mức độ như vậy. Những cái tồi tệ đến mức độ như vậy. Mà thú thật, tôi nói thật, con Milo nhà tôi ấy, mình cũng đối xử với nó cũng không phải là tốt đẹp gì đâu. Nó không được như nhà xung quanh là ngày ngày tắm rửa nó kia vân vân. Thế nhưng mà nó lúc nào nó cũng trung thành và lúc nào nó cũng tốt với mình. Thế nhưng mà thật sự, để mà so sánh với con Milo của tôi thì có lẽ rằng là đó là một sự so sánh khập khiễng. Bởi vì nhìn ông Ca thì chúng ta có thể thấy đấy là một cái gương mặt điển hình. Điển hình của một cái sự có thể nói rằng là vô liêm sỉ. Thế cho nên ấy, cái chuyện mà ông Ca mặc dù đã nghỉ hưu rồi, tưởng thoát rồi, đã có mấy chục cái sổ đỏ rồi, thì ông vẫn lừa đảo ngay cả chính những người thân với mình. Người ta gọi là đức ca mà, chứng tỏ là hai bên là rất thân nhau. Thế nhưng mà thay vì cái việc mà sẵn sàng giúp đỡ đức hay là thế nào đó vân vân,
theo đúng kiểu giang hồ mặc dù là sai, hoặc là khuyên nước nọ kia vân vân, thì ông ca lại nhận 35 tỷ, nhận 35 tỷ để mà hứa chạy án, nhưng cuối cùng không chạy gì cả. Có lẽ ông ca nghĩ rằng là mình bây giờ bản thân mình đã là thiếu tướng rồi, mình cũng đã nghỉ hưu rồi, bản thân mình cũng không tác động gì rồi, thì những cái lời khai kia thì thường thường anh em trong ngành người ta sẽ bỏ qua, người ta sẽ không nói gì cả, coi đó là cái lời khai vô lý thôi, còn mình thì cứ phủ nhận là được. Thế cho nên ấy, cái chuyện mà trong những lời khai, trong cái cáo trạng của cái vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, thì chúng ta thấy rằng là khi mà vợ của Tây Đức vợ của Tây Đức đến và mong muốn là xin lại số tiền 35 tỷ đã đưa cho đối hữu ca, thì thay vì cái việc trả lại, thay vì cái việc nọ kia, thì ông ca này ông ấy lại đuổi, lên giọng đuổi về. Thế thì tóm lại để các bác thấy rằng là ông này là tướng công an hay là tướng cướp? Tôi nghĩ rằng người ta đặt một dấu hỏi hoàn toàn đúng, vì như vậy không khác gì cướp. Lừa người ta đưa tiền cho mình hứa rồi cuối cùng rằng là mình không làm. Người ta đến người ta xin lại thì đã đuổi người ta về. Đuổi người ta về. Đó. Cho nên là chắc là nghĩ rằng là trong ngành thiếu với anh em bảo vệ nhau tí. Tầm như mình thiếu tướng thì nó phải lên cấp cao chứ không thể nào mà muốn bắt thì bắt được đâu, muốn xử thì xử được đâu. Cho nên là ăn ngon 35 tỷ này. Đó. Thế nhưng mà trời sinh ca sao lại còn sinh nơi? Bởi vì Đinh Văn Nơi là một vị thiếu tướng thật sự và ông kiên quyết và bắt cho bằng được. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện đáng nhẽ khi mà đặt những câu chuyện đó thì người ta sẽ phải xin ý kiến nọ kia vân vân. Thì có thể trong quá trình xin ý kiến thì nó sẽ lộ ra là thông tin, thì như vậy thì ông ca có thể rằng là một là trả lại hay vân vân, tức là nuốt không trôi, cho nên là sẽ trả lại hay thế nào đấy để mà phủi tay trách nhiệm. Thì anh Nơi đã làm một cách hoàn toàn khác hẳn, đó chính là anh đã đột kích và xin thưa với các bác bao vây hai căn nhà, lệnh khám xét khẩn cấp, và ở đây lúc này chưa hề có lệnh khởi tố hay chưa hề có lệnh bắt bị can nào cả, tức là chưa có sự phê chuẩn của bên phía viện kiểm sát. Thế nhưng anh Nơi lại hoàn toàn làm được cái điều này bởi vì căn cứ vào quyền hạn nhiệm vụ của anh, và trong cái quá trình đó thì xin thưa rằng là bởi vì biết chắc chắn cho nên là anh đã vào trong đó và khám xét khẩn cấp ngôi nhà, bao vây ngôi nhà và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp, là hoàn toàn đúng với thẩm quyền của một giám đốc công an. Nên ra lệnh tạm giữ khẩn cấp và trong thời gian đó thì hoàn thiện hồ sơ thủ tục và trình các chứng cứ lên, và cuối cùng người ta thấy rằng là ông ca này không thoát được tội. Thế cho nên ấy, người ta gọi một cái câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Một số người lợi dụng cái chức vụ, lợi dụng cái quân hàm vị của mình, thiếu tướng vân vân gì đó để mà đi làm bậy, để rồi cứ nghĩ rằng là thôi chả làm gì được mình, thế là mình cứ cầm đấy mình êm, không êm thì mình trả lại, kiểu kiểu thế, đằng nào không bị sao cả. Thế nhưng cuối cùng lại bị anh Nơi cho một cái vố như thế, và cuối cùng các bác có thể thấy rằng là 35 tỷ này là một phần của câu chuyện. Thế nhưng cái câu chuyện lúc đầu tôi chia sẻ với các bác ấy, đó chính là cái việc mà vươn vươn ca và 40 sổ đỏ. Tôi xin thưa các bác, sổ đỏ này ấy, nó không chỉ đơn thuần là một căn nhà như này bé tí xíu của tôi đâu nhá, không phải đâu. Nhà này nó kinh khủng hơn nhiều. Nó kinh khủng hơn nhiều. Và số tiền hàng bao nhiêu tiền tôi xin thưa, nếu mà bật mí con số ra thì có lẽ rằng là tôi và các bác trên kênh làm cả đời không không bằng họ được. Chỉ riêng số tiền mà bằng Việt Nam đồng, bằng ngoại tệ, rồi bằng vàng, rồi tài sản bằng vàng thì đã rất là kinh hoàng rồi. Ngoài ra thì còn đến 40 cái sổ đỏ nữa. Thì các bác thể thấy rằng là kinh khủng. Nhưng một lần nữa thì chúng ta lại thấy rằng là cái mức độ trơ tráo khi nói rằng là đây là cái số tiền mà bố mẹ cho, rồi là từ tiền lương làm trong ngành công an rồi là đi buôn bán bất động sản của cả vợ và chồng. Buôn bán bất động sản gì mà chả có một cái giao dịch được thống kê để mà nộp thuế vân vân. Đây là các anh đi mua về để đấy, nhiều tiền quá để mua về cái vứt đó, chứ làm gì có cái giao dịch gì, giao dịch tra phút mốt à, chả có gì khó cả. Cho nên ấy, ở đây chúng ta có thể là cảm nhận được rằng là để điều tra việc tài sản nguồn gốc bất minh của ông ca là cái việc nên làm, và để làm cho các quan tham phải sợ hãi, phải tiền lệ. Vậy các anh không chỉ nào ăn 1.000 vụ để rồi cuối cùng là chỉ bị phạt có một vụ được, bởi vì nếu như mà như các bác có thể thấy, nếu mà liên quan đến vụ của ông ca thì ông chỉ trả lại 35 tỷ thì thế là xong, thế là xong đúng không? Nhưng mà ở đây không phải như thế,
anh ơi vẫn giữ lại cái số tài sản phong tỏa đó và sẽ điều tra xác minh để mà cho rõ ràng. Cho nên ấy, cái câu chuyện gọi rằng là Vươn, Ca và 40 sổ đỏ, nghe cái như kiểu 40 tên cướp ấy nhỉ, đúng không các bác thấy không? Thì cái số tiền đấy ở trong cái quãng đời của ông đã làm bao nhiêu phi vụ, ông đã làm bao nhiêu vụ bất minh để có được số tài sản này, bao nhiêu người đã oan sai dưới của ông, bao nhiêu ông đã bỏ lọt bao nhiêu tội phạm đó. Cho nên ông có xứng đáng là công an hay không, xứng đáng là một vị tướng hay không thì chúng ta thấy. Nhưng qua đó chúng ta thấy rằng là nếu như không xử nặng ông Đỗ Hữu Ca thì thật sự còn nhiều kẻ không biết sợ, bởi vì đối với họ liêm sỉ đạo đức nó là một cái gì đó nó xa vời lắm, còn đối với họ thì cứ phải là vàng, là đô la, là tiền mặt, là sổ đỏ, thì đó mới là cái thứ đáng trân trọng, đúng không? Cho nên chúng ta phải đánh vào cái thứ họ trân trọng đó, đó là cái tài sản, không thể nào cho họ giữ cái tài sản đó được, toàn là tài sản bất minh, tài sản từ máu và đất nước và nước mắt của nhân dân và họ có được, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.